Tính đến trưa ngày hôm nay 13 tháng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành xét nghiệm real-time PCR cho 887 nhân viên. Kết quả là có 834 trường hợp âm tính và phát hiện tới 53 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Một số người băn khoăn rằng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên của thành phố mà lực lượng y bác sĩ được tiêm phòng vaccine COVID-19. Vì sao các nhân viên ở đây vẫn nhiễm bệnh? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với các chuyên gia dịch tễ để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Có khoảng 900 người là nhân viên các khoa, phòng, ban của bệnh viện được tiêm và đến nay tất cả đã được hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine. Các chuyên gia dịch tễ cho rằng vaccine không có chức năng 100% miễn dịch với virus. Mục tiêu chính vaccine đó, nó có 3 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chích vô thì cái người đó không hề mắc bệnh. Tuy nhiên mục tiêu này không bao giờ đạt được bởi vì không có vaccine nào mà đạt 100% cả. Mục tiêu thứ hai là chích vô để người đó mắc bệnh nhưng sẽ ít lây cho người khác. Và cuối cùng cái mục tiêu khá là quan trọng đó là chích đủ vaccine để người đó mắc bệnh nhưng mà mắc bệnh nhẹ thôi. Và vaccine COVID thì nó cũng muốn đạt 3 mục tiêu đó. Cũng theo các chuyên gia, trong 90 ngày sau lần đầu tiêm, hiệu lực của vaccine đạt được 76% và hiệu lực bảo vệ này được duy trì đến liều thứ hai. Nếu khoảng thời gian giữa hai liều từ 12 tuần trở lên, hiệu lực vaccine tăng lên 81%. Các phân tích cũng cho thấy, vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không có triệu chứng. Bản thân của mỗi người có một cái lượng kháng thể khác nhau sau khi được chích vaccine. Thế thì mình không tạo ra được kháng thể đủ thì chúng ta cũng vẫn bị nhiễm bệnh như thường. Cái này thì mình không thể nào nói là cái chất lượng mà gọi là vaccine không tốt được, mà không có gì tuyệt đối cả. Ngay kể cả những cái người đã từng mắc bệnh COVID rồi vẫn có thể bị mắc lại. Thì chính vì vậy cho nên là nó phụ thuộc vào cá thể của mỗi người có tạo ra được cái lượng kháng thể đủ để mà phòng chống được cái bệnh hay không. Chính phủ và cả cộng đồng đang từng ngày nỗ lực để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong nước cũng như có được nguồn vaccine để tiêm phòng cho người dân. Vì vậy, việc tiêm vaccine và hiểu rõ về lợi ích của tiêm vaccine sẽ là chìa khóa vàng giúp chúng ta sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Thưa quý vị, Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 5 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Những ca bệnh này có liên quan đến khu vực siêu lây nhiễm là bãi tắm biển Xuân Hải, huyện Lộc Hà. Đây là hộ gia đình trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà. Nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh, huyện Thạch Hà đã tiến hành lập 15 chốt kiểm soát phòng dịch tại tổ dân phố 6, thị trấn Thạch Hà với hơn 240 hộ dân. Hiện công tác truy vết vẫn đang được ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục triển khai nhằm khoanh vùng, phát hiện thêm các trường hợp liên quan. Chiều ngày 12 tháng 6, tập đoàn Sun Group đã chính thức bàn giao trung tâm hồi sức tích cực ICU điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trị giá 50 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Ninh. Việc đưa vào vận hành trung tâm ICU tại thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp được cho là có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng trên địa bàn tỉnh. Trung tâm hồi sức tích cực ICU Bắc Ninh đáp ứng nhu cầu điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng với 100 giường bệnh đa năng và 33 hạng mục máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất như máy thở cao cấp CareScape R860, máy thở xách tay di động, máy điện tim, máy lọc máu liên tục, máy ép tim tự động, máy đo khí máu. Có khả năng phục vụ công tác cấp cứu hồi sức tích cực đến mức độ cao nhất như ECMO, tim phổi nhân tạo. Trung tâm ICU Bắc Ninh đã được hoàn thiện sau 7 ngày thi công, kể từ ngày tiếp nhận mặt bằng hôm 5 tháng 6. Với sự tham gia của 70 cán bộ, kỹ sư và công nhân, thi công gần như 24/24 giờ một ngày. So với trung tâm ICU tại Bắc Giang, việc thi công ICU tại Bắc Ninh phát sinh nhiều hạng mục để đáp ứng yêu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và công tác phòng chống dịch, tránh lây nhiễm chéo. Sau khi hết dịch, với hệ thống máy móc hiện đại, tiên tiến, trung tâm ICU sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh sử dụng cho mục đích điều trị cấp cứu tích cực cho các bệnh nhân nặng khác. Sau này khi mà đợt dịch tại Bắc Ninh được đẩy lùi, thì những cái hỗ trợ của Sun Group, đặc biệt là trung tâm hỗ trợ cấp cứu ICU này, thì còn được đưa vào sử dụng để mà hỗ trợ điều trị cho các cái bệnh nhân mắc cái bệnh khác trên địa bàn của tỉnh Bắc Ninh. Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng trung tâm hồi sức tích cực này sẽ giúp cho ngành y tế Bắc Ninh tăng thêm năng lực điều trị bệnh nhân nặng, sẵn sàng đáp ứng với tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19.
Việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng trung tâm hồi sức tích cực giúp cho ngành y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh sẵn sàng đáp ứng với những cái tình huống có 3.000 ca mắc trong năm, 3.000 ca mắc. Phát biểu tại sự kiện, đại diện tập đoàn Sun Group bày tỏ, tập đoàn Sun Group luôn đặt sự phát triển của mình gắn liền với sự phát triển của đất nước, coi việc đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển của quê hương là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam phải đối mặt với đại dịch COVID-19 như hiện nay. Qua những cái kinh nghiệm ở Đà Nẵng hay Hải Dương, thì chúng tôi cũng thấy rằng là với việc chống dịch thì cần phải làm càng nhanh, càng tốt. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi quyết tâm là về phía tập đoàn bằng mọi cách để mà có thể là giúp cho Bắc Ninh và Bắc Giang có được hai cái trung tâm một cách nhanh nhất để đưa vào hoạt động phục vụ cho người bệnh. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong đồng hành với các địa phương và chính phủ trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, Sun Group liên tục có các hành động thiết thực và kịp thời kể từ đầu mùa dịch tới nay. Tính đến nay, chưa kể hai bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng và Hải Dương, tổng chi phí Sun Group đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương trên cả nước là gần 510 tỷ đồng. Thưa quý vị, sáng nay 13 tháng 6, bão số 2, bão Koguma, mạnh cấp 8, giật cấp 10 đã đổ bộ vào khu vực từ Thái Bình đến phía bắc của Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn kèm dông xảy ra ở nhiều nơi trong khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến sáng mai 14 tháng 6. Các tỉnh vùng núi trong khu vực ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Bão số 2 đã gây ra mưa lớn và ngập úng trên diện rộng ở tỉnh Hà Tĩnh. Ước tính có khoảng 15.400 ha diện tích lúa hè thu mới gieo cấy bị ngập trên toàn tỉnh. Các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình cũng bị ngập úng hàng nghìn hecta lúa và rau màu, thủy sản. Một số tàu và bè cá tại Nghệ An, Thanh Hóa bị chìm. Tại Thanh Hóa, thì bão số 2 đã làm chìm 2 tàu cá với 11 người, trong đó có 1 người chết, 10 người được cứu vớt an toàn. Hai bè mảng bị trôi giạt, có 2 người mất tích là ngư dân ở phường Hải Hòa, xã Nghi Sơn. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các ngư dân này. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.